thịt nướng mọi người nhé. Áo ngọc xuyên để làm thịt nướng đấy. Rất là ngon. Riềng mẻ thịt. Sáu bảy xiên thôi nhỉ. Sẽ vào bếp thôi. Than củi. Bột chuối. Đây là gì? Đúng rồi, okay. Miếng thịt nó không vui nhỉ. Bao nhiêu phân đấy? Không ngon rồi, không ngon rồi, để tí nữa nướng ạ. Nướng bằng than hồng nhé. Chắc quay cho mọi người xem. Được rồi. Thêm 2 miếng nữa. Nó được 7, 6, 7 xin. Nhìn thấy ngon nè. Mẹ ở đây mà. Ở đây, ra đây. Đây, đây, đây. Xem bác Thủy ấy nè, xin thịt nướng này. Ăn bao nhiêu miếng? Ăn không? Không ạ. Cho nướng xong rồi mới ăn. Nhờ. Ngon lắm nhỉ. Con vừa ăn gì đấy? Nướng. Nướng đâu bỏ rồi. Có định nói gì? Nếu mà anh nướng vậy thì lắm hơn 300.000 cân làm xín em nhân lên qua tính 3.000 miếng rồi. Mọi linh mọi linh thịt mọi linh.
được. Khổ vì ăn. Nãy mà quần la mờ chấm mắm tôm chanh ớt. Viết chữ ở đây, phương ở đây. Nó là bỏ ẩm ẩm. Hàng xin ra món này. Ăn xong làm chén rượu nữa. Nó trôi cái thịt. Thơm. Xin được thả mát xin rồi cả gì nhiều thế lại dài một tí được mà hết trên hai miếng là được 57 xiên miếng dễ rất là ngon mọi người thì sẽ quay cho mọi người nước nướng theo dõi bên lạc xin không đều nhau thì cắm vào là hơi khó. Không mua xin đi ngắn à? Đâu đâu. Em cái này độ dài. Phương trả xin thì nó đuẩn chuẩn không xin mình không? Ta không tung cho mượn. Thằng ngắn cái dài. Mỗi nhà một loại xin đi. Con lấy xin mình đấy. Con lấy đâu? Phương sang mượn này. Xin. Chị. Video sau mình sẽ quay cho mọi người lấy thịt nhé. Cho mọi người video sau.